Đây là cũng là 3 giờ rồi. Buổi chiều chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Đây là thành quả từ sáng tới giờ của anh em mình. Hiện tại anh em cũng nghỉ trưa, chứ nghỉ trưa cũng hơi lâu vì mấy ngày nắng quá mọi người. Kệ đó, tới thôi. Đây là mình bơm nước vô ngâm hố, mình sợ nó bị sạc hố đó mọi người. Mưa này kia cái để lâu nó khô nứt. Đất nó sét mà sao ngộ nha mọi người. Nè, nó không phải như bình thường. Nó nứt dữ lắm. Mới cắt có mấy tiếng đồng hồ mà nứt lớp lớp như này mà nó sét đỏ, nó dẻo luôn. Xe thì cắt không đi mà nứt vậy đó. Thành quả của tài xế già và tài xế trẻ. Làm cho chú ao này á, cái gì mình cũng tự làm hết á mọi người. Tới đến nỗi mà bơm nước vô ngâm đáy thì kỹ sư thì đòi sợ bị cái hố nó bị nứt rồi lên phèn, thì mà chỉ nói thôi chứ còn mọi việc toàn là mình làm không à. Mình nó lúc cũng bực bội nhiều lắm. Tài xế trẻ thì quơ thôi mọi người ơi. Đấy, mấy dùng khác mà bơm nước mà xói xả kiểu này là ao là bỏ chắc ở mấy tháng mới làm được nha mọi người. Mà đất này nó quá cứng. Mình vừa bơm ngâm đáy mà mình lại vừa mình cho nó ướt trên cái mặt đáy ao luôn. Bạn xe dễ làm. Được vậy đó là mới làm mới dễ mới ngon. Còn không là không có làm nổi nha mọi người. Cái ao này khả năng chắc phải dài nhất là phải từ trưa mai. Trưa mai anh em mình mới xong được nha mọi người. Bị gì đây tới chiều, bị sáng giờ mà anh em được có một vòng rửa à. Ở trong nó còn 2 bát rưỡi nữa. Thì đây tới chiều mình chỉ được 1 bát nữa thôi. Bây giờ là đã 3 giờ chiều rồi. Đêm nay cái anh em trong băng nếu có người nào rảnh bắt đầu đi về đất nha mọi người. Về đất bên ao lắng hỗ trợ phụ. Tài xế trẻ hay nhìn là gần nhìn là cười nha mọi người. Vui vẻ dữ lắm mà không biết là sao nữa. Anh tài xế lớn tuổi, anh cũng có hỏi mình là làm sao sao đó, nhưng mà tại vì
Anh cũng làm thì cứng đó, nhưng mà tại vì anh hỏi là bên hồi đó anh chưa có tiếp xúc với cái ao tôm, chưa làm nhiều, bởi anh cũng lâu lâu thì anh cũng hỏi mình.